Có nhiều người đến thăm khu này không chị? Ít các bạn, tại vì đây nó thuộc về vào ít người biết nhỉ. Có nhiều người muốn nhưng mà tại vì vào trong đây nó thuộc nội vi của Bắc Sơn nên là không cho vào tham quan. Cái nhà này thì mới là từ 1909, hơn 100 năm. Trong cái trên đầu.
Hãy subscribe.